Nam ơi, bác Sinh, bác làm sao thế? Bác có chuyện gì à? Bác muốn cháu lên nhà bác một chuyến. Bác có chuyện rất quan trọng muốn nói với cháu. Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại thế hả bác? Giúp bác. Bác cứ bình tĩnh. Bác nhắn cho cháu địa chỉ đi. Mai cháu lên sớm ạ. Anh ơi, cho em hỏi, anh có biết nhà bác Sinh ở đâu không ạ? À, có phải ông Sinh đi tù vì tội giết người không? Sao ạ? Ở đây chỉ có mỗi mình nhà ông Sinh thôi đấy. Em đi thẳng đến cái hồ là nhà ông ấy. Em cảm ơn ạ. Bác Sinh! Ô, Nam! Cháu đến rồi đấy à? Sao thế cháu? Khó tìm quá à? Thôi, đi, đi nhanh còn kịp cháu. Đi. Chị ơi, chị, cháu nó về rồi đây này. Chị ơi! Chị tỉnh lại đi chị ơi. Nam, đây là bác Nhàn đấy. Chị ơi, tỉnh lại đi chị ơi, cháu nó về rồi đây này. Chị tỉnh rồi. Chị ơi, sao nó về đây rồi? Chị này, chị mở mắt ra nhìn cháu đi chị. Chị ơi, chị tìm con bé đi. Chị nói đi. Ah!